Dạ vâng, lời đầu tiên cho em xin phép được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe toàn thể các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là show bên em lại làm một cái video ngắn để giới thiệu cho các bác cái lù cấy cuốc hai mặt. Đấy, thì các bác mà muốn mua hoặc đặt hàng ấy, hãy liên hệ trực tiếp qua hai cái số điện thoại mà em để dưới tiêu đề. Các bác cứ gọi, bên em sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp cho các bác. Nhà em thì ship hàng COD toàn quốc, giao hàng tận nhà, các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Cái điều quan trọng nhất là các bác được kiểm tra hàng đúng chất lượng, đúng mẫu mã, đúng sản phẩm thì các bác mới phải thanh toán các bác nhé. Và không để làm mất thời gian của các bác thì em sẽ giới thiệu qua về cái lù cấy cuốc hai mặt này nhé em. Thì đây em sẽ bỏ ra một cái em giới thiệu cho các bác. Thì khi các bác sử dụng ấy, các bác đút con mồi bên trong này mà mang đi vận chuyển thì các bác có thể là ở đây nó có một cái khuy, các bác đóng lên như này, xách đi rất là gọn nhẹ các bác này. Còn khi nào mà các bác mà bỏ ra đánh ấy, thì các bác đây là có một cái lưỡi đây, thì các bác bỏ cái lưỡi này ra. À, ok, đây em sẽ bỏ ra em giới thiệu cho các bác chi tiết gọn cái lục này ra. Đây là cái lục bẫy cuốc hai mặt nhé em. Cái này thì nhà em qua những cái lần sử dụng cải tiến rất là nhiều rồi. Đấy, bây giờ là đúc kết ra được một cái lục rất chi là hữu ích như này. Thì cái nguyên liệu chính làm nên cái lục này ấy là bằng inox hoàn toàn. Đấy, nhà em đã sơn cho các bác một cái lớp màu sơn đen đây để đảm bảo cho các bác là tăng cái tính ngụy trang, con cuốc nó sẽ không phát hiện ra đây là cái lục bẫy. Và cái phần lưới của nó, và cái phần lưới mà ở phần mặt sập này là làm được làm bằng lưới dù này, rất là chắc chắn các bạn. Đấy, từng những cái mối buộc này nhà em cũng buộc rất là chắc chắn, ok rồi. Và cái phần đầu này, phần đầu này thì làm cho các bác một cái móc như này để khi mà con cuốc nó dây dụa nó sẽ vướng vào cái móc này, không bao giờ thoát ra khỏi được. Đây em sẽ bỏ dịch ra đây giới thiệu cho các bác quan sát cho dễ. Đấy, nó sẽ vướng vào đây cả hai bên là hai cái các bác nhé, cả mặt này cũng như vậy thôi, lưới và móc này cũng như vậy. Cũng ở đầu này cũng có cái móc thì con cuốc nó sẽ dây dụa như này, nó sẽ vướng vào cái móc là không bao giờ thoát khỏi. Nếu mà đã sập rồi là một phần 100% là dính. Còn cái phần đây là phần cầu tử các bác nhé. Phần cầu tử thì khi con mồi nó sẽ bước chân vào đây này, nó sẽ sập. Đấy, thì nó liên kết với ở đây là có một cái lưỡi. Còn về cái phần lò xo của nó ấy, phần lò xo thì một mặt này là hai cái, hai mặt là bốn cái các bác nhé. Đấy, lò xo này thì lò xo chịu lực, ngày em đã thiết kế cho các bác dài ra tận ngoài này để đảm bảo cho các bác là đánh 5, 7, 15 cũng không bao giờ được nhão cái lò xo này. Đấy, thì em sẽ test thử về cái độ mạnh của cái lò xo này thì cho các bác nghe. Đấy, các bác thấy không? Lực của nó rất là mạnh, cả hai mặt như một. Đây, mặt này cũng như vậy luôn. Thì khi các bác gỡ ra thì các bác đẩy cái lưới này một chút. Đấy, các bác thấy cái độ sập của nó rất là mạnh luôn. Đấy, đấy là về cái phần nó xo này. Còn về cái phần đây là phần tay sách các bác nhé. Đấy, làm cho các bác một cái tay sách như này. Còn đây là về cái bên trong này là cái chỗ nhốt con mồi, thì ở bên trên phủ cho các bác một cái lớp lá cây nhân tạo như này, lá bằng nhựa nhân tạo, làm thì rất là chi tiết tỉ mỉ, là giống y hệt như lá cây thật luôn, để đảm bảo cho các bác là tăng cái tính ngụy trang. Còn là về cái phần cửa đây, phần cửa này thì có một cái móc các bác nhé, móc đây thì là gần như kiểu cái chốt ấy, để khi các bác cho con mồi vào rồi thì nó không thể nào ra ngoài được, đấy sổng của các bác là được. Còn là về khi các bác mở ra để đấy để đút con mồi vào thì các bác lại cho ngón tay này vào đây đẩy nhẹ một cái là ra ok luôn. Các bác đút con mồi vào. Những cái phần ở bên trong này con mồi thì cũng làm rất là rộng rãi lắm nhé, để đảm bảo cho các bác là kể cả những các bác là nhốt con mồi vào đây nuôi vẫn ok. Nên về phần bên trong này thì cũng làm cho các bác một cái lớp cỏ nhân tạo như này. Đấy, em sẽ nhân lên. Đấy, cỏ nhân tạo để đảm bảo cho các bác là khi con cuốc ấy nó sẽ nhắm chân vào đây thì nó sẽ không bị lọt xuống cái khe bên dưới. Đấy, thì nó sẽ không bị kẹp chân. Khi các bác đóng lại thì các bác lại đóng lại cái chỗ này là ok. Đấy, rất là cái này thì mẹ này rất là ok các bạn nhận. Còn về cái phần ở trên đỉnh này thì làm cho các bác một cái lò xo để khi các bác đi đánh ấy, các bác gài quả chuông này vào. Đấy, thì nhà em cũng tặng cho các bác một quả chuông đồng này luôn, nhưng mà cái này là mẹ mới, em mới nhập về thì cũng không mang chuông ra. Khi đóng hàng cho các bác thì nhà em đóng thêm cho các bác một cái quả chuông đồng nữa, mẹ này rất là ok. Còn về cái chiều kích thước của cái mẹ này ấy, thì em hôm nay em sẽ đo kích thước chuẩn của nó cho các bác cùng tham khảo. Đấy, kích thước của nó ấy, cái chiều dài từ đầu này sang đầu kia đấy là
95 các bác nhé. Và cái chiều rộng, và cái chiều rộng của cái mặt sọc này, một mặt sọc này là 33, còn một cái chiều dài này của cái mặt sọc ra ấy, là 35 các bác nhé. 33 và 35. Còn cái chiều ở bên trong này, cái chiều bên trong này cũng rất là rộng rãi này các bác này. Đây là 24 này, một chiều 24 và một chiều 30 các bác. Rất là rộng rãi để đảm bảo cho các bác là đủ con mồi vào đây rất là ok. Đấy là về cái nụp cuốc hai mặt này nhá em. Thì bây giờ em test thử cho các bác xem cái độ nhạy của nó. Cái này thì rất là nhạy các bác. Nếu mà khi con cuốc nó nhắm chân vào là chỉ có sọc 100% thôi. Đấy. Đấy các bác thấy không? Rất là nhạy luôn. Độ sọc của nó rất là mạnh khi nó dẫn dụa nó mắc cái đầu này. Đấy, hai mặt như một luôn. Em sẽ test thử mặt kia. Mặt kia cũng như vậy không? Cái này thì các bác có thể là đánh nhiều lúc các bác có thể là đánh được hai con cuốc cùng một lúc, con được con cái. Về một đôi thì các bác có thể là đánh cùng một lúc nó hay hơn cái mẹt một mặt là như vậy không? Đấy, các bác thấy cái độ sọc của nó rất là ok này. Đấy, thì đây là hai chiếc. Còn ở kho nhà em mình rất là nhiều, nhà em cung cấp số lượng lớn nên các bác cứ yên tâm về giá cả. Giá cả thì lúc nào cũng được ưu đãi nhất là dành cho các bác luôn. Cái này thì cũng rất là vừa lòng túi tiền của các bác luôn. Thì em giới thiệu thêm một cái nữa là nhà em cung cấp cả những cái lùm một mặt này, rồi con cuốc giả, rồi thòng bẫy cuốc, rồi tất cả các sản phẩm để bẫy chim. Thì các bác nào cần thì các bác cứ liên hệ trực tiếp. Còn video ngắn thì em xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video sau.